vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một đôi loa nữa của Jaguar nhá, con này là 65 SS 65. Đấy. Jaguar SS 65 nhá. Dòng loa bass là 25 này, hai một chung một tép này, ba đường tiếng nhá, để là hát là karaoke. Và nếu như mà dùng để nghe nhạc cũng khá là ok nhá. Đấy. Cái dòng này là những dòng của Hàn Quốc nên là chất âm của nó rất là hay. Đấy. Con này được công ty Kobe nhập khẩu về nha quý vị. Đấy. Để mình xin mời quý vị nghe chất âm của nó trước đã. Đấy. Con đầy nhung nhớ viết lên thành thơ. Trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu sâu. Người yêu lành đã đến thâu, đã thương nhau rồi, mấy ai không ngồi đàn mộng từng đâu. Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai đang ước lời mặn nồng. Lúc vì có đâu để mưa gió về đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông, cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mây mùa là mây đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đan áo ấm ra xa trường, áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm tình đất nước. Người về vui hạnh phúc tương lai, áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương. Con này của anh tiếng bass nó rất là sâu và nực. Đấy. Tiếng trung rất là sáng, ấy. Chép cũng rất là ok luôn. Đấy, dòng này là một trong những cái mẫu loa mà bán rất chạy của Jaguar nhá. Đây. Hàng chính hãng. Đây. Đây. Đây chúng ta sẽ xem mặt sau của nó nhé. Hàng này loa mới 100% luôn. Đấy. Đấy, quý vị xem này. Đấy. Hàng nhập khẩu lúc nào nó sẽ có mã vạch đàng hoàng nhé. Đấy, mã vạch. Đấy. Đây. Đây. Đây là một đôi của nó. Đấy. 0323. Đấy. Bên này cũng là 0323 nhưng một đôi của nó luôn, thấy chưa? Này nhá. Bọn này dùng kẹp rất là xịn này, nhìn này, nhìn là biết này. Đấy. Khôn nhá, rất khôn. Ấn chỉ cần ấn xuống và nhét vào là xong, rất là dễ nhá. Đấy. Đấy, quý vị thấy chưa? Hàng chính hãng của Kobe Hiển Hoi nhá. Đấy. Cam kết luôn quý vị, đây là hàng chính hãng nha. Nếu như quý vị mang đến Kobe mà nó bảo đây là hàng giả, em đền quý vị 100% tiền luôn nhá. Đấy. Đây sau gần này. Quý vị thấy chút ok không ạ? Đấy. Nhá. Đôi loa này của nó công suất max là 450W trở kháng 8 ohm nhá. Đấy. Trở kháng 8 ohm mình dễ ghép bông đi với cả đẩy rồi. Rất là dễ ghép thôi. Không có gì cả. Đấy. Đấy nhá. Hàng đẹp luôn. Hàng mới mà đấy. Mới thì cần gì có chuyện xuất sắc gì đúng không? Rất tuyệt vời nha. Đấy. Thế thì đôi này em còn Tết rồi em cũng sẽ bán cho quý vị với giá cực kỳ sốc nha. Những con này bình thường ra bây giờ trên thị trường nó đang bán khoảng tầm 6 triệu rưỡi. Vâng.
Thì giá bán bên nào bán rẻ rẻ thì cũng là 5 triệu 9 nhá. Nhưng mà thôi cái này em sẽ bán cho quý vị với giá cực kỳ sốc luôn. Đấy. Bán để dọn kho test nhá. Để cho quý vị về nghe nhạc và hát karaoke được luôn. Đấy. 3 triệu 900 nghìn đồng. Đấy. Quý vị đã có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhá. Còn đây bát 25 nó 3 đường tiếng. Tiếng rất là hay. Đấy. Hát karaoke rất tuyệt vời luôn. Đấy. Quý vị nghe là biết rồi nhá. Đấy. 3 triệu 900 nghìn đồng. Một đôi là hàng chính hãng luôn. Đấy. Nhập khẩu Hàn Quốc nha. Vâng. Em xin kết thúc video ở đây. Xin gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của bên em. Vâng.